cái miệng bạn đang nằm đây cho nó thoải mái luôn không? Thưa quý vị, chúng tôi ngồi để hầu quý vị một số chuyện mà không phải là chuyện rất, mà là những chuyện thật trong... Thế không là thật rất? Vâng, là mình. Nhưng mà riêng tôi, Phan Hải... Kinh nghiệm trở thành triệu phú của mình. Cụ già khoảng chừng cũng phải 80 mấy. Ông Kỳ Duyên trở lại là mang cái gì? Chọn vợ cũng giống như khách hàng vào nhà hàng chọn thức ăn. Lúc nào cũng thích. Và chúc quý vị có một buổi nghe chuyện cười thật. Kỹ chưa? Bây giờ Trọng Thắng sẽ đọc cái câu trả lời. Trong ba sự chọn lựa này em sẽ chọn một bài hát nha. A. Trái tim bên lề. B. Là trái tim không ngủ yên. C. Là trái tim tình gì? Trái tim bên lề, em đã trúng thưởng 500 đồng của công ty dầu gội đầu Lover Hair. Xin chúc mừng cho em.